Số an sinh xã hội của bạn là số mấy? What's your social security number? What's your social social. Các bạn nói social social. Bạn nào nói không được, các bạn có thể nói số social cũng được nha. Ở đây mình sẽ nói social C Q R T C Q R T Nói bình thường là security giống như là security bỏ luôn cái chữ ờ cũng được nha. Security 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 Number. What's your social security number? 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 Để trả lời cho câu này. thì các bạn nói, my social security number is, my social security number is, nếu mà các bạn muốn nói âm thì các bạn nói, number is, my social security number is, My social security number is. Xong rồi các bạn nói ra nha. What's your social security number? My social security number is. Số thẻ xanh của bạn là bao nhiêu? What's your alien registration number? 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 A -e alien 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 rare Number Alien Registration Number Reg Xem rồi xì ra Reg Stration Các bạn có thể nói Trấy hay là Trấy Đều được nha Registration number registration number Alien Re Number Alien Registration Number. Alien Registration Number Alien Registration Number What's your alien registration number? What's your alien registration number? Các bạn có thể trả lời bằng cách My alien registration number is Xong rồi các bạn đọc ra my alien registration number is what's your alien registration number my alien registration number is Bạn có đem theo thẻ xanh không? do you have your card with you do you have your card with you do you have your card with you Do you have your card with you? Do you have your card with you? Do you have your card? Cái thẻ là card. Các bạn nói car giống như là các kho nhưng mà các bạn đừng có vòng cái miệng nhiều quá nha. Các bạn không có nói car mà các bạn nói car xong rồi cong lưỡi lên car xong rồi card card Bạn nào không có nói được như vậy thì các bạn có thể nói ca xong rồi the cái chữ card là tiếng Anh chuẩn. Còn nếu mà các bạn muốn nói theo giọng Mỹ, thì các bạn nói call, xong rồi cầm lưỡi lên, xong rồi the card. Hoặc là card. Do you have your card with you? With you with you with you khi nói nhanh thì người ta không có nói with you mà người ta có thể nói with người ta không có nói th. ở đằng sau cái chữ with nha. Người ta chỉ cần nói with you. Còn nếu mà các bạn kỹ á, các bạn có thể học bằng cách á là nói with you. with you bằng không thì các bạn nói with you là được rồi, cách nào cũng được nha. Do you have your card with you? Do you have your card with you? Có, tôi có mang. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Bạn đã trở thành thường trú nhân từ lúc nào? When did you become a permanent resident? When did you become là trở thành nha. Become a hoặc là a cũng được nha. A permanent vĩnh viễn là permanent. Permanent permanent. Nhiều bạn có thể nói permanent. Như vậy cũng được, nhưng mà nó nặng nề quá. Các bạn lượt bớt, các bạn không có nói t. Người bản xứ, người ta cũng không có nói như vậy nha. Người ta chỉ cần nói permanent, chứ không có nói permanent. Permanent là trúng, chính xác, 100%. Nhưng mà để cho nó đơn giản thì người ta không có nói cái chữ t. permanent resident. resident 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 permanent resident permanent resident công dân resident. Resident. resident permanent resident when did you become a permanent resident Tôi trở thành thường trú nhân vào vào lúc nào thì các bạn nói ra nha. I became a permanent resident on on ngày nào tháng nào thì các bạn nói ra nha. I became a permanent resident on Bạn trở thành thường trú nhân bao lâu rồi? How long have you been a permanent resident? How long have you been a permanent resident? How long have you been? 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 Have you been, have you been a permanent resident. How long have you been a permanent resident? How long have you been a permanent resident How long have you been a permanent resident How long have you been a permanent resident, have a permanent resident? Các bạn trả lời là, I have been a permanent resident for like Roy? Cái số 5 á, các bạn đọc là Years Year Xong rồi, xì ra Years I have been A permanent resident For Cộng với lại số 5 Years How long have you been a permanent resident? I have been a permanent resident for years. Bạn đến Mỹ bằng đường nào? Bạn đến Mỹ bằng cái cảng nào? At what port did you enter the United States? The United United States. the united states the united states the united states the united states at what port did you enter the united states at what port did you enter the united states i enter the United States at. cộng với lại cái tên. xong rồi các bạn nói airport. I enter the United States at. cộng với, với lại airport. I enter the United States at airport. At what port did you enter the United States? I enter the United States at uh, Bạn đến Mỹ theo cái diện nào? Under what program did you come to the United States? Under what program did you come to the United States? Under under what program pro Program 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 Cái chữ G thì các bạn gần cái cô họng xuống nha. Gram Program Program Under what program did you come to the United States? Các bạn trả lời là I came here under the cộng với lại tên của cái diện đó. Ví dụ O D P hoặc là H O. Xong rồi nói program. I came here under the O D P. Program. Hola, I came here under the HO program. Under what program did you come to the United States? I came here under the ODP program. I came here under the H O program. Chiều cao của bạn là bao nhiêu? What's, your What's your height? What's your height? What's your height? What's your height? Height What's your height? Hoặc là how tall, how tall are you? How tall are you? How tall are you? How tall are you? Không phải là ton mà là tall. How tall are you? How tall are you? What's your height? How tall are you? Các bạn trả lời bằng cách Am Cộng với lại cái số feet Cộng với lại cái số inches Xong rồi Tall Ví dụ Am Five feet Six inches Tall. What's your height? Am five feet and six inches tall. How tall are you? Am five feet and six inches tall. Bạn nặng bao nhiêu? What's your weight? What's your weight? What's your weight? Weight. What's your weight? How much do you weigh? How much do you weigh? Có hai cách hỏi ha. What's your weight? Hoặc là How much do you weigh? What's your weight? How much do you weigh? Cái chữ weight ở trên là weight. Còn cái chữ ở dưới là weigh. Không có t. Các bạn trả lời bằng cách nói như thế này. I weigh. Cộng với lại cái số pounds ví dụ tôi nặng 150 pounds thì các bạn nói i weighed one hundred and fifty pounds pound xong rồi pounds i weighed one hundred and fifty pounds tình trạng hôn nhân của bạn là gì What's your marital status? What's your marital status? Tình trạng hong nhân, Marriedo. Marriedo. Status. Status. Marriedo status. Marriedo status. Marriedo status. status. What's your marital status? What's your marital status? Hoặc là are you single or married? Are you single or married? Are you single or married? Single là độc thân. Married là đã kết hôn rồi. Are you single or married? rồi các bạn nói em single là tôi độc thân em single tôi đã kết hôn rồi em married em married em married em married ví dụ quá chồng là I'm widowed. We don't. We don't. Rồi các bạn lưu ý nha. Widowed là quá chồng, quá vợ là widow. Xong rồi, a uh, widower. I'm widowed. I'm widower. I'm widowed. I'm widower. I'm single. I'm married. I'm widowed. I'm widower. Còn đã ly dị rồi thì nói I'm divorced. I'm divorced. D vô xong rồi cầm lưỡi lên xong rồi D. Divorce. divorced I'm single I'm married I'm divorced I'm widowed I'm widower Bang đã kết hôn khi nào? When did you get married When did you get married When did you get married When did you get married? When did you get married? Các bạn trả lời bằng cách nói I got married in Xong rồi sau đó các bạn nói cái số năm ra nha When did you get married? I got married in Ví dụ 2015 bạn kết hôn bao lâu rồi? How long have you been married? How long have you been married? How long have you been married? Các bạn trả lời bằng cách I've been married for cộng với lại số 5. I've been married for 5 years. I've been married for 5 years. I've been married for 5 years.